nhỏ nhỏ gọn gọn, nhưng mà dọn luôn cả một mâm cỗ 10 người ra sử dụng luôn con loa này vẫn được cho em ha. Chiếc loa này là mang tên là B82 Pro, và đặc biệt thì hôm nay con loa này ha, đây bo sắt hết 8 cạnh luôn anh chị ơi, lỡ như mà va vô cái tường bục như thế này á, thì cũng không hề hấn gì. Đối với em loa như thế này quá đã anh chị, quá chắc luôn. Con này là bằng gỗ ép thôi chứ không phải là gỗ thiệt. Nói thiệt luôn thì tầm giá này là gỗ ép thôi, nhưng mà cái độ mà hoàn thiện của con loa này rất là chắc chắn. Trên thân loa này nó có cho mình là hai con bass 15, một chung và một chép, một chung và một chép, ba đường tiếng tiếng Việt. Rồi đi kèm thêm nữa cho mình là hai micro không dây, hai micro không dây hả, xài là pin 2A, thiết kế là bằng nhựa ABS chống rơi chống rớt luôn. Bo mạch của em nó thì đừng có sợ là tùy chỉnh ở đây với em, đừng sợ tùy chỉnh và đừng sợ tùy chỉnh, có eco và delay này, hát karaoke nhẹ nhàng hơn. Nó cũng khá là giống cái bo mạch của ở trên con âm ly á, bác nào mà xài âm ly rồi thì sẽ hiểu được những cái nút như thế này. Nhưng mà ở trên đây cứ bật lên là hát thôi anh chị ơi, không sợ mà dở hay là sợ nặng sợ nhẹ gì đâu, nhà sản xuất đã làm sẵn cho mình rồi. Rồi có thể cắm được tivi và máy vi tính luôn nha mấy anh chị, có nhiều anh chị thắc mắc nè, riêng con loa này cắm cổng tivi và máy vi tính bằng cổng này nha, cổng AUX nè, có thêm một cổng mic rời nữa, rồi USB và thẻ nhớ có đầy đủ luôn. Và sạc con này là sạc bằng Type-C ha, một chiếc loa có thể sạc bằng sạc Type-C thì anh chị nghĩ gì? Anh chị có thể lấy cái cục sạc của điện thoại anh chị ra, anh chị sạc luôn cho con loa này vẫn được luôn. Và đây là chiếc loa B82 Pro này, ngoại hình của nó thì cũng khá là gọn gàng. Anh chị nào khoái những con loa như thế này tầm giá đâu đó trên dưới 1,5 triệu. Rồi bảo hành trong vòng 12 tháng và được bảo test trong vòng 7 ngày, cho nên là chị cần chần chờ gì nữa cứ bấm vào giỏ hàng bên tay trái nha chị ơi.